Thưa quý vị, trong lịch sử nước ta, sự kiện Khúc Gia Trang kêu gọi các hào trưởng đứng lên giành chính quyền, mở ra thời kỳ tự chủ của dân tộc Việt Nam, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc, đánh dấu một mốc son quan trọng. Tuy nhiên, do hạn chế về sử liệu và những quan điểm khác nhau của giới sử học, cũng như những ghi chép trong thư tịch Việt Nam và Trung Hoa còn khá sơ lược, nên bức tranh lịch sử giai đoạn này còn khá mờ nhạt. Để giới thiệu đến với công chúng một cách sinh động rõ nét về giai đoạn này, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã ra mắt vở tuồng kịch sử Tam Khúc Chúa được dàn dựng theo cuốn tiểu thuyết Khúc Gia Trang Dậy Sóng Trời Nam của tác giả tiến sĩ Khúc Minh Tuấn. Nhưng ta cũng muốn tiến quân giành tự chủ cho người Nam giữa núi đục ngàn năm nô thuộc. Câu chuyện được bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 9 năm 880, khi nhà Đường suy yếu, Bắc Phương đại loạn, lúc này ở Giao Châu, Việt Nam, không có một viên quan nhà Đường nào cai quản. Ở phía nam thành Đại La, có Khúc Gia Trang, đứng đầu là vị hào trưởng Khúc Thừa Dụ, nổi tiếng bởi tài cao đức lớn. Nắm bắt được tình hình, ông đã kết giao với các hào trưởng ở Giao Châu, chuẩn bị binh lương, chờ ngày lập công. Trong nước, dân đen lầm than dưới một tên mặt tướng dâm loạn tàn độc của nhà Đường là Quách Ấn. Trước tình cảnh đó, Khúc Thừa Dụ cùng với các hào trưởng xứ Giao Châu đứng lên tiêu diệt Quách Ấn, tự xưng là tiết độ sứ, cai quản Giao Châu, mở ra thời kỳ tự chủ cho dân tộc Việt Nam, chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Cùng tài băng giao khéo léo, bằng nhãn quan kiệt xuất của nhà chính trị, quân sự, mưu lược, Tam Khúc Chúa gồm ba đời họ Khúc là Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ đã khẳng định chủ quyền dân tộc, đời sống nhân dân ấm no. Cái điểm nổi bật nhất của vở này là tác giả dù lịch sử họ Khúc đã diễn ra rất là xa xôi rồi, hầu như chúng ta còn lại rất là ít các tư liệu về họ Khúc trong lịch sử. Nhưng mà tác giả đã sáng tạo và đưa các nhân vật như Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, rồi Khúc Thị Ngọc, cũng như là con dâu của họ Khúc, người phụ nữ mà đã giữ lại kinh thành, thành Đại La đó, thì đã đưa lại vào đời sống rất là cụ thể với những câu chuyện rất là cụ thể. Đi gần 100 cây số để về thủ đô Hà Nội xem vở tuồng lịch sử của dòng họ Khúc, ông Khúc Ngọc Mã vô cùng tự hào. Chúng tôi rất là tự hào và cũng có những cái truyền thống của dòng dõi để lại, có cái gì dấu ấn cho con cháu hậu duệ để mà tuyên truyền quảng bá tôn vinh các cái giá trị và cái sự kiện lịch sử quan trọng, tôn vinh anh hùng dân tộc, cũng là giáo dục cái truyền thống tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt đây là một thế mạnh, một sở trường của nghệ thuật tuồng truyền thống. Giáo dục thế hệ trẻ về một dân tộc luôn chuộng hòa bình nhưng không hề nhân nhượng trước quân thù, để học khí Khúc Gia Trang tỏa dạng đến bây giờ, đó chính là khát vọng, ý chí thép của người dân Việt được tiếp sức thông qua những vở tuồng mang đậm chất dân tộc.